Thưa quý vị, theo các bệnh viện chuyên khoa nhi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2021 tới tháng 3 năm 2022, thành phố ghi nhận 315 trường hợp trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống. Sau khi mắc hội chứng này thì trẻ có thể sốc liên quan tới COVID-19. Đây là hội chứng mới và không quá phổ biến, nhưng nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời sẽ rất nguy hiểm do tổn thương nhiều cơ quan, đe dọa tới tính mạng. Trường hợp bé trai 8 tuổi, ngụ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nhập viện Nhi đồng thành phố trong tình trạng sốt cao, đau bụng không đáp ứng điều trị. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc hội chứng viêm đa hệ thống thể có sốc liên quan COVID-19 và phải sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhi hiện đã qua cơn nguy kịch. Đây chỉ là một trong số gần 100 trường hợp trẻ bị hội chứng MIS-C, viêm đa hệ thống được ghi nhận ở cơ sở này từ tháng 10 năm 2021 đến nay và 11,9% trẻ trong số đó có biểu hiện nặng với sốc, suy hô hấp, suy đa cơ quan. Trẻ trạng có biểu hiện như là kêu là mệt, khó thở, rồi thậm chí co kéo cơ liên sườn, rút lõm ngực, tự nhiên bị ói, đau rát họng mà có như sốt cao liên tục và gây một cái triệu chứng là tiêu hóa. Người ta thấy nghiên cứu rằng những cái phản ứng viêm mà nặng ở trong cơ thể là nó ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Thì những cái dấu hiệu này là phải nói là đặc trưng, đặc biệt là cái nhóm mà trẻ mà có bị hội chứng viêm đa hệ thống thì cái biểu hiện này nó rầm rộ. Trong ở trẻ đó, nó có hai cái triệu chứng của giai đoạn sau, đó là nó đỏ mắt. Chúng ta có thể nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi và nó phát ban. Trong thời gian theo dõi đó, thì nếu mình thấy trẻ thở mệt, thở nhanh, là thở rút lõm, hay là trẻ có chuyện tím tái thì chúng ta sẽ mang đi bệnh viện. MIS-C là hội chứng nặng và nguy hiểm có thể xảy ra ở trẻ em đã nhiễm COVID-19 trước đó với tỷ lệ khoảng 0,4%. Hiện chưa có nghiên cứu nào chỉ ra các dấu hiệu để biết rằng liệu một trẻ đang mắc COVID-19 có bị MIS-C sau đó hay không. Tuy nhiên, đã có nghiên cứu cho thấy trẻ em chưa được tiêm vaccine COVID-19, nguy cơ mắc MIS-C cao hơn so với trẻ đã được tiêm vaccine. Vì vậy, biện pháp tốt nhất để ngăn ngừa MIS-C là cho tất cả trẻ em đủ điều kiện từ 5 tuổi trở lên được tiêm vaccine COVID-19. Mình cũng luôn có hệ thống các phòng ốc áp lực âm, cũng như là hệ thống trang thiết bị hiện đại, những máy thở, máy truyền thuốc, tất cả mọi thứ. Và đội ngũ y tế cũng sẵn sàng để mà tiếp nhận những cái trường hợp nặng, và nhất là những bé nó có bệnh nền như về bệnh tim mạch hoặc là bệnh huyết học, là hai những bệnh phổ biến. Tôi dành lời khuyên các phụ huynh là mình tiếp tục mình đẩy mạnh cái vấn đề tiêm ngừa cho trẻ từ 5 cho tới lứa 11 tuổi. Thì cái lứa này là các bé nó đang trong học cấp 1 thì có thể chắc chắn là cái sự bảo vệ về bản thân của nó chắc chắn là không có tốt như là cái lứa hồi lớn hơn. Thì cho nên là mình sẽ cố gắng mình khuyến khích mình tiêm ngừa để mình giảm những cái tỷ lệ này. Trước đây khi mà bắt đầu dịch á, khi mà chưa được tiêm chủng nhiều thì chúng tôi phải làm việc liên tục, nhiều khi khoảng 6 tuần chúng tôi mới được về nhà một tuần lễ nghỉ ngơi, xong sau đó chúng tôi lại tiếp tục vào khu đơn vị này 6 tuần tiếp theo không được về nhà. Còn bây giờ hiện tại thì chúng ta đã tiêm ngừa đầy đủ rồi, hy vọng là trẻ em ở thành phố mình được tiêm chủng được rộng rãi hơn, và những cái trẻ nhỏ hơn nữa, ví dụ trẻ hơn 5 tuổi, lớn hơn 5 tuổi được tiêm ngừa và đi học trở lại thì chúng tôi đã vất vả hơn. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng thời gian chẩn đoán hậu COVID là 3 tháng sau khi trẻ mắc các triệu chứng đầu tiên. Tuy vậy, nếu các triệu chứng ảnh hưởng nhiều đến trẻ, hoặc trẻ có bệnh nền, hoặc mắc COVID mức độ trung bình trở lên, thì nên đưa trẻ đi khám ngay để đánh giá mức độ bệnh. Riêng với hội chứng MIS-C, từ tháng 11 năm 2021, Bộ Y tế đánh giá đây là một trong các biến chứng hậu COVID-19 nặng ở trẻ, có xu hướng gia tăng và có thể gây tử vong. Đến tháng 2 năm nay, Bộ Y tế đã đưa MIS-C vào phác đồ điều trị.